Lord Family xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua chúng tôi đã vắng bóng vì quá nóng. Nay chúng tôi đã trở lại với các bạn bằng một tin tức hết sức nóng hổi, thổi không hết nóng. Vâng, thông tin đầu tiên, Mid Lord Family kết hợp sản xuất. Vâng, thông tin đầu tiên, Mid Lord Family kết hợp sản xuất với công ty cây thú cảnh khu vực 1 tổ chức cuộc thi với tựa đề Hội thi cảnh. Hội thi cảnh là một cuộc thi khá mới mẻ, quy tụ tất cả các thí sinh có cảnh đẹp từ khắp mọi nơi trong Tổ quốc. Hội thi cảnh năm nay đã mời được 4 vị giám khảo là 4 nghệ sĩ danh giá trong... Đầu tiên xin giới thiệu chị Đàm Vĩnh Tuy đến từ Vĩnh Tuy, anh Hồ Ngọc Hồi đến từ Ngọc Hồi, chị Thu Cuối đến từ Hàng Chuối và anh Trần Phập đến từ Hà Huy Tập. Cuộc thi của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu vào mùa...